Tôn Phước Thịnh gây sốc khi tiết lộ mối quan hệ động trời với Mai Phương Thúy. Xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật Noo Phước Thịnh mới đây, Mai Phương Thúy tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cặp đôi có nhiều hành động thân mật như ôm hôn, khoác vai tình tứ, thậm chí nàng hậu còn được diện kiến phụ huynh của đối phương và trò chuyện khá thoải mái thân thiết. Khi được hỏi có phải hai người đã nối lại tình xưa hay không, Noo Phước Thịnh thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của cả hai giống như vợ chồng tri kỷ. Mai Phương Thúy xưng hô với anh là vợ chồng, còn nam ca sĩ gọi người đẹp là tri kỷ. Giọng ca gạt đi nước mắt cho biết, cả hai đều khá thoải mái và chưa bao giờ phải cố gắng gồng gừng khi ở bên nhau. Cả Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy đều khá hài lòng với mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu như hiện tại. Kể từ khi Noo Phước Thịnh xác nhận đã từng tìm hiểu Mai Phương Thúy cho tới nay, mặc dù hiện tại đã đường ai nấy đi, nhưng cặp đôi rất chăm chỉ thả thính lẫn nhau và công khai những hình ảnh thân mật. Cả hai không ít lần đi du lịch cùng nhau, thậm chí ở chung khách sạn. Và khi chụp ảnh, luôn chủ động đứng sát nhau tình tứ. Noo Phước Thịnh không ngại ngần, chỉnh dây áo, khóa kéo váy cho bạn gái cũ khi cô gặp sự cố về trang phục. Cặp đôi còn liên tục tung hứng nhịp nhàng với nhau trên mạng xã hội. Khi Mai Phương Thúy khoe mái tóc màu nâu mới nhuộm, Noo Phước Thịnh để lại dòng bình luận tình bệ bình. Em là cành cây, còn tôi là chiếc lá. Có lần Noo Phước Thịnh còn khẳng định, em mãi là hoa hậu của tôi. Và tuyên bố dặn mặt các vệ tinh khác, không để ai ngắm em đâu, khiến cộng đồng mạng tan chảy. Vào ngày sinh nhật tuổi 32 của Hoa hậu Việt Nam 2006, Noo Phước Thịnh chia sẻ bức ảnh chụp chung để thay lời chúc mừng tới người đẹp. Không những vậy, anh còn không quên gửi gắm tình cảm tới tình cũ bằng một câu nói ngọt lịm. Tôi chiều em quá rồi em hư phải không? Mà thôi, em cứ hư đi vì tôi chỉ yêu gái hư. Khi được hỏi về khả năng tái hợp với Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy thẳng thắn bày tỏ, nếu hai người quay lại với nhau, họ sẽ ngay lập tức làm đám cưới sinh con, rồi sống cùng nhau như những người bạn. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết, người đẹp khẳng định cả hai sẽ là người bạn tốt của nhau suốt đời, có thể sẽ thành người thân nhưng không thể làm người yêu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.